Nay đến ngày mình tắm cho hai con tắc kè này nha các bạn, hai con bự nhất nè, con này lâu lắm rồi mình không có tắm cho nó nè. Con này nó hung dữ quá bởi vì mình ít tắm cho nó, và mình tắm cho nó, mình cho nó bơi luôn nha các bạn. Chủ yếu là mình giống như là mình vệ sinh cho nó vậy đó các bạn ơi, và mình nghe cái tiếng nó kêu luôn, mỗi lần mình tắm cho nó kêu đã lắm các bạn ơi. Rồi mình tắm cho cái con này trước nha, đây nè, con hung dữ nè. Chưa dễ trơn bự nó chạy ống nó trốn rồi kìa. Đây bắt đầu mình tắm nó bên đây các bạn, đây nè nè đó, bắt đầu là nó kêu rồi nha, mình cho nó kêu nha đó. Kêu đó. Mỗi lần tắm cho nó kêu đã lắm. Cho nó miếng nước rồi. Con này nó hung dữ lắm các bạn ơi. Bữa nào tắm cho mình tắm á. Cắn lộn hoài à. Đó, đó. Ôi, nước văng tùm lum luôn rồi. Các bạn xem video cho vui vẻ nha các bạn. Con này nó kêu hơn con kia nè, con kia nó kêu dữ lắm. Để mình thả nó xuống thử nha các bạn, để thế nào nó cũng phải chạy à. Buông. Buông kìa. Ê nó tắm. Tắm là giúp cho nó thay da tốt nha các bạn, nó nhanh thay da luôn và nó sạch sẽ, nó không gây ô nhiễm luôn nha các bạn. Buông hai tay vậy thử. Hai luôn. Hả lỏng rồi. Mệt. À, kêu kìa. Đó, kêu đó. Đó, tắc kè đó. Kêu. Đó. Trời ơi, vậy đó mà cũng còn hung nữa ha. Hung dữ hả mày? Mình quay video mình cũng có nhờ con mình quay giùm á các bạn, con mình nó hỗ trợ quay giùm cho mình nha. Mình nuôi mấy cái con này mình không có mua bán nha các bạn, mình nuôi chủ yếu mình quay video với lại mình cho con mình chơi luôn không à. Tự nhiên nãy nó hung dữ lắm sao vậy em ghe cha. Nó lên vậy xíu sao gỡ nó ra chà. Để nó uống nước mà nó đu lên tay mình hoài vậy đó. Đu hoài. Nè đu lên đây đi. Hậu nó ăn trộm cây gấp luôn nè nha. Thì nó hả họng rồi các bạn. Hùng quá hùng. Gì vậy? Tưởng đâu có không con nó chung ra ngoài chứ. Nó có thằng đực nó nằm đó đó. Nay hình như được hỏng cái thằng bự nó mình tắm hôm nay nó tởn gì rồi, hôm nay nó gặp mình tắm bắt đầu nó chạy ống nó trốn. Các bạn tắm nó khoảng là chừng 2-3 phút thì thôi nha các bạn, các bạn tắm nó lâu quá là nó lạnh nó ngủm luôn á. Ngủm cuốn đổi. Tắm cho nó rồi nó lên cái màu của nó sặc sỡ lắm các bạn ơi. Như màu của con này nãy nó đen đen và nó tươi. Mình xin nhắc lại mình không có hại gì nó hết nha các bạn. Tắm nó cho nó bơi luôn, nó bơi đã lắm các bạn ơi. Tại vì cái con này lâu lắm rồi mình chưa có tắm cho nó. Mình tắm cái con kia thường xuyên rồi. Con này từ lúc bắt tới giờ là mình tắm nó có một lần duy nhất luôn á. Ừ, tắm có một lần mau à. Còn con bự nhất thì đó. Lần đi thảm lần đầu tiên, lần này lần thứ hai, con này là lần thứ hai luôn. Không, cái con này thấy vậy chứ cái màu nó sáng nó đẹp ha. Đúng rồi mà con hùng quá hùng à. Mà trắng luôn quá à. Rồi bắt đầu mình tới con kia nha các bạn. Tới con bự hơn nữa. Mình thả con này ra. Tới con bự hơn. Nè chung vô đi. Đó. Cho nó lên chỗ nào á. Đừng cho xuống két. Xuống két giờ nó. Dễ gì nó không có xuống đâu. Ừ, nó cũng biết khô. Đó. Trời ơi nước cái gì trong họng nó chảy ra. Không nó bọt lại. Không nó sạch sạch á. Nước miếng. Ê, bự đó, bự chóng á.
hai ba con chống rồi đó nha, hai con chống rồi đó, hai con bự chống á. Rồi tới tới mình tắm cái con bự nè các bạn, đây nè nó nè nó, trời ơi nè. Đó, ê, nó kêu nó đã lắm đó các bạn, có chừng bự với thằng đực cắn lộn nè, nó kêu nè. Đó đó à, đó hai con nào cũng kêu hết trơn á các bạn ơi. Đó con này kêu dữ hơn đó. Con này trong chuồng mình lớp kêu nhiều nhất, kêu gì để tắm cho sạch sẽ mà cho mày bơi luôn. Nè, đúng rồi, lâu lâu cho vô hồ bơi chơi lặn. Nghịch tay bắt nó khó bắt nè, nó leo lên đây nè các bạn. Thôi nó dễ rồi các bạn. Đó. Sao nãy cho không đeo bao tay, đeo tay kia á, cho dễ bắt. Đây, nó. Rồi bắt đầu nó kêu nè nha, kêu nè nha, bắt đầu kêu nè. Xuống nữa. Này hết kêu rồi, quen rồi. Này quen rồi nè các bạn ơi. Thằng này tại vì cái đợt trước mình có thường xuyên mình tắm hoài nè. Đó. Ừ, quen hết kêu rồi, đằng trước kêu mà. Đằng trước kêu quá trời kêu luôn nè. Kêu kêu chứ từ từ đó, mình cũng khắc phục được rồi. Tốc độ nó táp lẹ lắm nha các bạn. Đó, nó kêu đó. Đó. Hai con nào cũng kêu hết trơn á các bạn ơi. Kêu ép 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 kêu như con heo. Ê, à, nó làm gì kìa? Nước chứ gì, nước nó ra nước chứ có gì đâu. Yeah. Ừ. Kêu đó các bạn nghe không các bạn? Con này bự lắm các bạn ơi, con này bự nhất luôn nè. Mình cầm cái đuôi nó mình nương nương lúc nào cũng vậy cho nó các bạn ơi. Đó, nó dễ dễ vậy là đứt cái đuôi nó luôn đó. Dễ dễ cái gì mình buông ra. Đó, trời ơi leo lên cái đầu nó ghê hồng không? Đó. Ê, đâu à? Muốn nói cả nước. Kêu kêu nó các bạn. Quạo lắm rồi, quạo kêu rồi. Kêu quạo á. Nó quạo lắm rồi. Mày sạch sẽ tắm luôn tí là mày căng. Nó siêu ngầu luôn. Rồi xong rồi các bạn ơi, mình thả nó qua phía bên chuồng nó lại nha, để cho nó bơi cái nữa đi các bạn ơi. Buông nghe nãy giờ cha chưa buông con này rồi hả trời. Nó tắm hộp cái đầu, nhìn cái đầu nó chắc thư rồi, cái con này kỳ quá à. Rồi bắt đầu thả nó lên xuống đây các bạn. Ê nó đớp, nó đớp. Đây gì nhà ngủ cái con ơi. Trời ơi, lâu lâu tắm cho nó sạch sẽ cũng làm gì đâu. Con tí này đừng căng, đợt kè đừng, đừng có để cho nó gần đợt. Cái đầu nữa nè, đầu trời trời. Các bạn xem video mà thấy vui các bạn nhớ cho mình cái subscribe, cái like các bạn. Rồi đến đây mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Rồi các bạn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi xin chào bye nha các bạn.